Sáng ngày 10 tháng 2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Định cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một nhà kho chứa đồ nhựa ở cảng cá Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, khiến hai người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 15, lực lượng Phòng cháy chữa cháy nhận được thông tin cháy xảy ra tại hẻm 34A, đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 chiến sĩ đến dập lửa. Đến khoảng 7 giờ 30, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy khiến kho chứa đồ nhựa bị cháy đen, nhiều thùng xốp bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng đã đưa hai người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài, sơ cứu ban đầu và đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, một người đã tử vong trước khi vào tới bệnh viện do bỏng nặng, người còn lại đang được tích cực điều trị. Thiệt hại và nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.